đạo diễn Trần Tuệ Linh, biên kịch nhóm Syndicate, chế tác Triệu Hồng Mai, Trương Hợp Giận, Diên Chí Diễn, Lý Qua, Cảnh Hiểu Qua, Lưu Hiểu Bằng. Dưới sự tham gia của các diễn viên Thích Di trong vai Trình Hy, Tạ Giai Kiến trong vai Đường Chính, Trần Hách trong vai Đường Lực, Lâu Nghệ Tiêu trong vai Đường Đường, Trương Đăng Phong trong vai Trình Siêu Quần, Rê Gia trong vai Điền Tâm, Triệu Chí Giao trong vai Kim Tinh, Giang Dương trong vai Lăng Tường, Tôn Kiện Kỳ trong vai Ngô Mạnh, Mẫn Chính trong vai Điền Tại Thiên, Chu Tiểu Đống trong vai Trình Như Sơn, Lý Thiên Trụ trong vai Đường Quán Trung, Đường Diễu trong vai Dạng Huệ Hương, Quách Tuệ trong vai Văn Nhược Thủy, Dương Tân Dân trong vai Tăng Thông Minh, Trần Tuệ Quyên trong vai Trình Anh, Lưu Quy trong vai Dương Kiến Nam, Quách Hiệu Triết trong vai Hướng Đông, Hồ Kỳ trong vai Lạc Tiểu Văn, cùng một số diễn viên khác. Bộ phim Tình Yêu Định Mệnh, tập 80. Bởi vì đối với tôi, anh chỉ là người xa lạ. Anh là người xa lạ. Vậy còn Trịnh Sư Quần, đáng đi dâm tin tưởng hay sao chứ? Tại sao tôi không tin tưởng anh ấy? Anh ấy là người thân của tôi, là anh của tôi. Trong 20 mấy năm qua, anh ấy luôn ở cạnh bên tôi, chăm sóc bảo vệ tôi, ở bên cạnh tôi. Còn anh là ai tôi cũng không biết. Tại sao tôi lại phải đi tin anh chứ, và nghi ngờ anh ấy? Tiểu Huy, đủ rồi, anh đừng nói nữa. Anh đi đi, tôi không muốn nghe bất cứ lời nào của anh nữa. Tiểu Huy, anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Tuy hiện giờ trong lòng của em, anh chỉ là một người xa lạ, anh sẽ dùng cách của mình để em thấy rõ, để em từ từ nhớ lại anh. Đợi anh.
Người trẻ tuổi chỉ được 3 phút nhiệt tình. Chào ông La. Thông thường một người bị từ chối 3 lần ắt hẳn sẽ rời khỏi. Thật không ngờ cậu khá trắng rỏi ha. Cỏ tuy mềm yếu nhưng chúng rất dai bền. Ông La, tôi nhất định phải trở thành người tiếp quản của tập đoàn Sơn Thủy. Có thành công được hay không, chỉ có ông mới có thể giúp được tôi. Tôi thành thật hy vọng ông có thể ủng hộ tôi để giành quyền kế thừa. Trong gia tộc hãm hại lẫn nhau, chuyện này tôi thấy quá nhiều. Vì tài sản phân chia không đều, anh em trong gia đình trở mặt nhau nhiều vô số kể. Đó là nguyên nhân khiến doanh nghiệp không ổn định và kinh doanh đi xuống. Tôi không có hứng thú với việc tranh giành giữa cậu và Trình Siêu Quân. Tôi chỉ quan tâm việc đầu tư và thu hoạch, cũng như an toàn trong đầu tư mà thôi. Ông La, ông đầu tư vào Sơn Thủy đã được 17 năm rồi. Theo như tôi biết, ông cùng chủ tịch Trình tâm đầu ý hợp, bởi vậy ông mới đặt lòng tin vào Sơn Thủy. Trong 17 năm qua, an toàn trong đầu tư cũng như thu hoạch dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Trịnh mới có được sự bảo đảm đó. Nhưng mà hôm nay ông ta bị người ta lôi xuống như vậy, ông không thấy như vậy đối với Sơn Thủy có sự ảnh hưởng rất lớn hay sao? Trịnh Siêu Quân làm như vậy, sao anh ta có thể đảm bảo được lợi ích lâu dài của ông chứ? Phê bình một người là chuyện vô cùng phức tạp, bởi vì con người vốn dĩ là động vật khó hiểu. Bởi vậy cái tôi chú trọng là kết quả làm việc, bởi vì kết quả mới là thứ duy nhất. Nếu nói như vậy, khi xem rõ một người sẽ càng xác thực hơn, bởi vì sự việc là do con người làm ra, cùng một việc do những người khác nhau làm ra sẽ có kết quả khác nhau. Được rồi, tôi không muốn nói việc này nữa. Chú La, chào buổi sáng. Chào chú La. Xem ra có người đến sớm hơn chúng ta. Sớm như vậy đã đến tìm chú có chuyện gì không? Dạ không có gì, chắc chú chưa ăn sáng. Con nghe nói gần đây có một quán ăn chay rất ngon, chú muốn đến đó thử không? À không cần đâu, trong nhà làm sẵn đồ ăn sáng rồi. Chú thấy hơi mệt, tụi con đi đi. Cậu cũng đi ha. À, ông La, những lời tôi vừa nói với ông, ông hãy suy nghĩ lại đi. Đường chính.
À, được rồi, các người theo tôi vào trong dùng bữa ăn sáng luôn. Đi. Ông chủ, trước đó tôi không biết có khách tới nhà, đồ ăn tôi chuẩn bị không đủ, xin đợi một lát nha, tôi làm thêm vài món. À, được, làm vài món các cậu trẻ thích ăn nhất đi. Dạ, hôm nay tôi có mua được măng tươi, món mà ông thích đó, để tôi làm cho ông ăn nha. Được. À, đợi đã. Ông là, măng là món lành nghề của tôi, hay là hôm nay để tôi nấu cho một bữa nha? Tôi thấy buổi sáng thời gian rất quý giá, chúng ta đừng làm lỡ quá nhiều thời gian của chú La, chú thấy thế nào? Đúng, không cần đâu, cậu là khách mà. Cái khác thì tôi không giỏi, chỉ giỏi nấu ăn thôi. Mấy ngày qua tôi quấy rầy ông, tôi mong ông có thể nếm thử tay nghề của tôi. Bởi vậy tôi... Tôi thấy không cần đâu, anh chỉ giỏi mua chuộc bao tử của người khác. Bao tử không thể nào bị mua chuộc được. Ngon hay không ngon, nó không biết nói dối. Được rồi, tôi cũng đang tính thay đổi khẩu vị, cậu làm thử đi. Chú là cứ như vậy, cô lui xuống trước, tôi muốn nếm thử tài nghệ của bếp trưởng Đường. Cảm ơn. Tiểu Hiền, măng tươi trộn với dưa leo, món thanh đạm. Mộc nhĩ và măng có tác dụng thanh lọc đường ruột. Cháo lỏng, ăn vào buổi sáng cảm thấy ngon hơn. Nào, hai con cùng ăn đi hả? À, cảm ơn. Quả thật rất ngon. Mỗi lần sau khi tập thể dục xong cảm thấy đói lắm, nhưng chỉ ăn được có một chút thôi đã không muốn ăn rồi. Món ăn của cậu thích hợp khẩu vị của tôi, xem ra cậu rất để tâm đó. Đây đều là những món khai vị, ông đương nhiên phải thích ăn rồi. Sao rồi, cậu... cậu biết đường ruột của tôi không tốt nên âm thầm làm việc có phải hay không? Chú là, có lẽ chú không biết, anh ta lâu nay luôn biết lấy lòng người khác. Anh ta ngày nào cũng đến đây tìm chú, tất nhiên bỏ nhiều thời gian để điều tra chú rồi. Ông là, đừng có hiểu lầm, chỉ là trong lúc chạy bộ với ông, tôi phát hiện cơ thể của ông không được khỏe. Đúng vậy, nếu như chút khả năng quan sát đó cũng không có, sao có thể gọi là điều tra? Tôi chỉ quan tâm sức khỏe của ông là, không có ý gì khác. Ba tôi thường nói với tôi, đối đãi với thực khách phải y như đối đãi với người nhà. Tôi nghĩ người nhà của ông là rất quan tâm tới sức khỏe của ông. Tôi chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi. Đường chính, anh chu đáo thiệt. Ngay cả người nhà của chú La cần gì, anh cũng nghĩ thay cho chú luôn. Tôi có nói, tôi chỉ quan tâm tới sức khỏe của ông La thôi. Đúng, chút nữa quên mất, sở trường lành nghề của anh là gì? Để đạt được mục đích của mình, anh có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào để đi điều tra đối phương. Nói cái người ta muốn nghe nịnh bợ khen ngợi, có đúng không? Anh đừng có nói bậy, tôi không bao giờ làm những chuyện đó. Phải không? Vậy trước đây anh làm sao thuyết phục được ông nội tôi? Anh tìm được điểm yếu lớn nhất của ông nội là người con trai đã qua đời lúc còn trẻ, rồi đánh vào điểm đau lớn nhất của ông, dùng món đậu phụ khiến ông phải rơi lệ, rồi thay đổi cách nhìn về anh. Có đúng hay không? Anh dùng cách này để chiếm đoạt tình cảm, thật tàn nhẫn và bị ổi. Tịch sĩ quân, đủ rồi.
Tôi không muốn nghe cái gì người nhà, cái gì cơm canh. Sau này cậu không cần nấu nướng gì nữa. Tôi không giúp cậu. Mai mốt cậu đừng tới nữa. Ông La, ông La, chú La, ông La, chú La. Em sao vậy? Anh cố ý phải không? Cái gì? Anh cố ý để Đường Chính mất mặt trước La Hậu Nhiên. Em từ lúc nào bắt đầu nói tốt cho anh ta vậy? Em không biết. Em chỉ cảm thấy anh ta không phải là người sống. Biểu hiện của anh ta vào ngày hôm nay rất tốt. Không phải những lời anh ấy nói. Anh ấy... Tiểu Huyền, có phải em nhớ ra cái gì? Em phải nhớ ra cái gì chứ? Em không nhớ gì cả. Anh ta là người như thế nào thì những lời anh nói trước mặt của La Hạo Nhiên đều là sự thật. Còn La Hạo Nhiên nhìn anh ta như thế nào thì không liên quan tới anh. Nhưng thái độ của em làm anh rất thất vọng. Anh không ngờ anh trong mắt em lại là người như vậy. Anh à, em không có ý đó. Được rồi, đừng giải thích nữa. Anh hiểu mà. Anh hai anh sao vậy? Tối qua anh ở chỗ chị Hi à? Chị ấy sao rồi? Đường Đường à, Trình Siêu Quân bị điên rồi. Thôi đi, đừng nhắc anh ấy nữa. Chị Hi có khỏe không? Cô ấy, giờ họ ở cùng với nhau. Trình Siêu Quần không hề yêu cô ấy. Anh ta chỉ muốn làm tổn thương cô ấy. Không, anh ta chỉ muốn làm hại anh thôi. Em đáng ghét vậy sao? Tôi đi mua đồ ăn sáng. Anh Lực à, anh Lực, anh Lực à. Sao mình lại trở nên như vậy chứ?
Alo. Anh ở đâu? Tôi có gì cần tìm anh đây. Xin lỗi, tôi nghĩ giữa chúng ta chẳng còn mối quan hệ gì, không cần thiết phải gặp mặt nữa. Trước đây không phải có tôi, anh mới được đắc ý như ngày hôm nay sao? Trước đây anh hứa là sẽ đưa tiền cho tôi, bây giờ anh đưa số tiền đó đi. Tôi sẽ cùng với Đường Lực, chúng tôi sẽ cao bay xa chạy, mãi mãi không quay lại chỗ này nữa. Nếu tôi nhớ không lầm, điều kiện trước đây là cô phải làm được điều cô từng hứa. Nhưng mà biểu hiện của cô khiến tôi rất bất mãn. Tôi không cần biết bây giờ anh đang ở đâu. Tôi cần gặp mặt anh ngay, phải làm rõ chuyện này mới được đó. Xin lỗi, giờ tôi có việc phải làm. Nếu không có chuyện gì, sau này đừng gọi cho tôi nữa. Bye bye. Alo. Cô đợi chút. Mời cô. Cô điên rồi hả? Cô đến đây làm gì? Tôi đến lấy những gì thuộc về tôi. Sao cô có thể nói vậy? Chuyện trước đây không phải có tôi đã ra tay kịp thời cứu Nguy, thì cô và tôi đã xong rồi. Sao hả? Bây giờ anh tính nói vài câu là có thể xóa sạch hết công lao tôi từng giúp anh chứ gì? Anh có biết là tôi phải gánh chịu biết bao nhiêu áp lực mới chống chọi đến ngày hôm nay? Anh đã lợi dụng tình cảm của tôi dành cho Đường Lực, nhờ tôi giúp anh đánh bại Thiên Ngoại Thiên. Tôi có ngu cũng không tới nổi để người đàn ông mình yêu nhất thất bại thảm hại. Là anh đó. Trước đây anh nói sau khi sự việc thành công sẽ cho tôi một số tiền lớn, tôi mới chịu làm mà. Sao rồi? Dám làm mà không dám nhận à? Cô không thể nói như vậy. Nếu cô thật sự làm việc đàng hoàng, tôi sẽ không nuốt lời. Nhưng sau đó cô do dự không chịu quyết định, gây ra biết bao phiền phức cho tôi, cô biết không? Được rồi, tôi đưa cô tiền bù đắp, nhưng đó là do tình cảm riêng tư. Cô hãy cầm số tiền đó đi du lịch nghỉ dưỡng cho khỏe. Trình Tổng à, anh đúng là quá khinh người rồi đó. Số tiền này anh muốn tôi và Đường Lực đi nơi khác an cư, anh thấy như vậy là đủ sao? Hôm nay nếu anh hào phóng chịu đồng ý thì giữa chúng ta sẽ bình yên vô sự. Nếu tôi lấy không được những gì tôi muốn có, anh đừng trách sao tôi không khách sáo đó. Dù gì tôi cũng mất hết tất cả rồi, tôi không còn gì phải sợ nữa. Nhưng anh thì khác đó. Tôi hả? Cô nghĩ tôi sợ cái gì? Được thôi. Đường Đường là tổng giám đốc của tập đoàn Sơn Thủy, nói rồi không giữ lời, anh ta chính là... Cô điên rồi. Anh mà sớm chấp nhận thì tôi khỏi phải tốn hơi sức rồi. Hai người ở đây bàn cái gì?
anh Lượng. Anh Lượng à, Trần Sĩ Quốc, anh đánh tôi một cái, tôi thấy anh đã đánh bản thân mình 2 cái. Anh Lượng à, anh đừng có vậy mà. Anh Lượng, chết rồi. Trước khi anh đánh tôi, hãy quản giáo là người phụ nữ của anh. Anh Lực à, anh hãy nghe em nói đi. Từ từ em sẽ giải thích với anh mà. Anh tin em đi. Anh Lực à, anh Lực. Anh Lực, anh nghe em nói đã. Anh hãy nghe em giải thích đi. Anh Lượng, anh Lượng, anh nghe em nói đã. Em từ từ nói với anh, anh sẽ hiểu em à. Cô còn điều gì để nói? Cô còn muốn lừa tôi nữa? Cô nói dối cô yêu tôi, lừa gạt tôi nói cô có mang, khiến tôi làm thiên quả thiên sụp đổ, chia tay với Điện Tâm. Đây là cách cô yêu tôi à? Thật ra Trần Sĩ Quân nói không sai, các người xấu xa, tôi cũng chẳng tốt lành gì. Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tôi, không thể trách người khác. Từ bây giờ trở đi, tôi cùng cô không còn mối quan hệ gì nữa. Cô muốn làm gì tôi không quản được. Không được, không được đâu. Em thật sự không thể nào để mất anh. Không có anh em sẽ chết mất. Anh Lực à, nếu như cô thật sự muốn chết, đó là quyết định của cô, không liên quan tới tôi. Anh Lực ơi, em thật sự yêu anh mà, cho nên em mới làm như vậy thôi. Từ nhỏ cho tới lớn, chưa từng có ai thật sự quan tâm tới em hết. Họ giúp em là muốn em đền đáp cho họ. Nhưng chỉ có anh, chỉ có anh là thật lòng yêu em thôi. Em không muốn mất anh đâu. Anh đừng có rời khỏi em mà. Anh đừng có bỏ em nha. Anh mà bỏ em ở lại đây, em sẽ trở lại giống như trước đây, không ai quan tâm hết. Kiếp tình, trước đây tôi thích cô, vì cảm thấy hai chúng ta rất giống, tính cách rất hợp nhau. Một khi mình đã thích cái gì thì không cần nghĩ tới cảm nhận của người khác, nên tôi mới quen biết cô, rồi để xảy ra mọi chuyện như ngày hôm nay. Thật ra khi hai chúng ta ra nông nổi như ngày hôm nay, không thể trách người khác, chỉ có thể trách chúng ta đã làm sai quá nhiều. Không, không phải như vậy đâu, không phải như vậy mà. Anh Lực à, do họ hại chúng ta đó. Anh hãy nghe em nói đi. Anh Lực, đợi thêm một chút nữa đi nha. Anh cứ đợi thêm một chút nữa đi. Trần Sư Quần nhất định sẽ đưa tiền cho mình mà. Lúc đó chúng ta có thể rời khỏi chỗ này để sống một cuộc sống riêng của mình mà. Đó là chuyện của cô, tôi thật sự không làm được gì. Anh Lực, cô không còn việc gì để nói, vậy tôi đi trước đây. Tôi còn việc phải về công ty. Nếu một người lợi dụng người khác để làm tổn thương một người nữa, một chút sợ hãi cũng không có, người đó quả thật đã hết thuốc chữa rồi. Lợi dụng? Sao cô không nói hợp tác? Cô tưởng ai cũng ngu ngốc sao? Nếu không phải Kim Tinh muốn có được Đường Lực. Em nói là chị Trình Hy. Giờ chị Hy bị mất trí, anh vào lúc này tiếp cận chị ấy, lừa dối chị ấy, anh không thấy bị ổi à? Có phải anh không hề yêu chị ấy? Nhưng chị ấy từng là người anh yêu trước đây, sao anh có thể vô tình như vậy được chứ? Cô sai rồi. Tiểu Hy là người tôi từng yêu, cũng như người tôi đang yêu. Cô quên rồi sao? Tôi từng yêu cô ấy một cách điên cuồng. Tôi ở cùng cô ấy, thấy cô cười giống cô ấy,
Chuyện này chắc cô biết rõ. Nhưng bây giờ tôi đã phát hiện, tôi quay lại với cô ấy. Người tôi thật sự yêu là cô ấy. Còn cô chỉ là người thay thế thôi. Giờ cô đã biết rõ mọi chuyện rồi đó. Những lời anh nói đều là thật lòng à? Cô đừng hy vọng hảo quyền vào tôi. Lời anh nói, hy vọng anh biết rõ những gì mình nói. Em đã không còn là cô gái đường đường ngốc nghếch như xưa. Em có thể khẳng định, có một người từng thật lòng yêu em say đắm. Em cũng rất yêu anh ấy. Chúng tôi đã kết hôn, đã từng có con với nhau, cũng như từng nghi ngờ lẫn nhau. Đã có rất nhiều chuyện khiến chúng tôi chia tay, nhưng cuối cùng cả hai đều vượt qua được. Người đàn ông hiện đang ở đây, nếu nói là sự thay thế, ai là người bị thay thế? Hơn nữa, thật ra em đã biết từ lâu, em không thích hợp làm người thế thân của người khác. Anh đã quên rồi. Xin lỗi anh, là em quá ngây thơ. Em vốn dĩ cho rằng em có thể liều bản thân mình, bất chấp tất cả để đi yêu một người. Nhưng về sau em mới biết, em thật sự không làm được. Em không thể nào chấp nhận bên cạnh anh ta có người khác, không thể nào chấp nhận trong lòng anh ấy có người khác được. Em hy vọng có một người xứng đáng để em yêu, đồng thời người đó cũng yêu em. Chính à? Mẹ có nấu canh nè. Được được, Điện Tâm, con mau uống đi. Uống xong rồi nghỉ ngơi sớm nha, sáng mai còn phải tới Sơn Thủy nữa. À, ừ, vậy chút nữa con sẽ nghỉ ngơi. Thôi đi, em biết rõ anh mà, chắc chắn là anh ngủ không được. Anh hai, đừng gây nhiều áp lực cho bản thân. Bây giờ tình thế đang bất lợi cho anh đó. Kệ mai cho dù họ không chọn anh, chúng ta vẫn có thể tìm cách khác mà. Hả? À, đúng vậy. Không được, bỏ qua cơ hội lần này sẽ không có cơ hội lần hai đâu. Có một số việc nếu như lỡ mất sẽ không thể nào cứu vãn được. Chính à, nói đi nói lại đều tại mẹ. Nếu mẹ để con biết con là người của nhà họ Trình sớm thì không cần phải tranh giành với người ta. Trời ơi mẹ, lại vậy nữa rồi. Hồi sáng con đã hỏi mẹ, dưa hấu hôm nay ngọt quá. Mẹ trả lời nên sớm để anh hai trở về bên bển. Mẹ nở lòng hay sao? Cho dù mẹ có nở đi chăng nữa, con thấy anh hai cũng không chịu đâu. Đúng đó mẹ, chuyện đã qua rồi, đừng có nhắc lại nữa. Bởi vì con không phải vì tiền của nhà họ. Ừ, mẹ biết rồi. Con nghỉ ngơi sớm nha. Ừ, hai em cũng đi nghỉ đi. Ừ, đi. Con đừng có quên uống canh đó. Không có đâu. Thank you.
ai là thân thế của ai. Nghĩ càng nhiều, biết càng nhiều, đau khổ sẽ càng nhiều. Tiểu Hy à, em là cô gái thật may mắn, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Nếu không, khi ngày mai trôi qua, em lại đau khổ vì anh ta. Bếp trưởng Đường, sao không mang theo cái va cuối sinh đến tham dự đại hội cổ đông? Không có sự ủng hộ của La Hạo Nhiên, tôi nghĩ hoàn cảnh hôm nay của anh sẽ rất không đúng. Tôi thành thật khuyên anh một câu, bây giờ hãy dừng lại, trở về dạng gia hương của anh. À không, trở về dạng gia hương sắp sửa không còn là của anh nữa. Hãy mang theo người nhà của anh, tìm một chỗ thích hợp với thân phận của anh để sống qua ngày. Biết không chỉ có thể làm lại từ đầu, mở một quán ăn nhỏ, bán những món ăn do anh làm, đủ để nuôi sống gia đình, anh nên thấy mãn nguyện. Vì người nhà của tôi, cũng vì người nhà của anh, vì Tiểu Hy, vì Đường Đường, tôi không để cho anh thắng được đâu. Đúng là anh em tình sâu. Tôi đã nói rõ mọi chuyện với người em gái dễ thương của anh. Người mà tôi yêu lâu nay vẫn là Tiểu Hy. Trải qua bao vất vả tôi mới biết được. Hãy kêu cô ta đừng mơ tưởng gì ở tôi nữa. Để Tiểu Hy và Đường Đường đau khổ với anh, chẳng lẽ anh không thấy có lỗi hay sao chứ? Sao anh không tự hỏi lại bản thân của mình? Người làm cuộc sống của tôi bị đảo lộn lên hết là anh, là anh. Nếu không phải vì anh, kiếp đời này tôi chỉ yêu một người. Nếu không phải vì anh, Tiểu Hy đã đến với tôi từ lâu rồi. Nếu không phải vì anh, tôi đã không trở thành đứa con nghịch tử bị người ta chế cười. Ông nội và bà nội tôi không rời khỏi nhà, bà tôi cũng sẽ không bị đi tù. Những gì thuộc về tôi không phải đợi đến giờ vẫn chưa có được. Tất cả đều tại anh, tôi mới ra nông nổi như ngày hôm nay. Hiện giờ tôi phải dựa vào đôi bàn tay của mình lấy lại những gì vốn thuộc về tôi. Tôi làm như vậy là sai sao? Tại sao anh cảm thấy là người khác cướp hết mọi thứ của anh, là người khác phá hoại cuộc đời của anh? Cuộc sống của người khác cũng chính vì anh buộc phải thay đổi, không phải sao? Tất cả mọi thứ đều do một tay anh gây ra. Giờ đây anh nông nổi như vậy, đừng có đứng ở đây mà diễn cớ nữa, đổ lỗi cho người khác nữa. Được rồi, tôi thấy chúng ta không cần tranh luận tiếp nữa. Sau cuộc họp, ai đi ai ở lại sẽ rõ thôi. Nhưng tôi tuyệt đối không để bất cứ ai phá hoại kế hoạch của tôi. À, cái này... Dạ, đây là cháo táo đỏ nấu với thảo dược. Ông ăn rồi hẳn đi. Sao cô lại biết làm cái này? Ai dạy cô làm? À, hôm trước khi ông Đường rời khỏi có để lại cách làm món này cho tôi. Anh ta nói cho dù ông chủ có xem anh ta thế nào thì để tốt cho sức khỏe, ông nên ăn những món ăn thanh đạm. Để tôi múc cho ông một tô. Chuẩn bị xe đi Sơn Thủy. Trình tổng mà chúng tôi tin tưởng anh lắm á. Trình tổng à, ông sẽ thắng thôi mà. À, chào. Chào. À, ngồi đi. À, cảm ơn. Con ngồi đi. À, ngồi. À, được.
Mọi người đã đến đông đủ, có thể bắt đầu rồi. Cuộc họp ngày hôm nay tiến hành bầu cử người thay thế chức chủ tịch. Bởi vì ông Đường đây với danh nghĩa là cháu nội ruột thịt của ông chủ tịch Trình, trên người chảy dòng máu của nhà họ Trình, muốn được lãnh đạo Sơn Thủy. Anh ta tính biến Sơn Thủy thành công ty dạng gia tộc của riêng một mình anh ta, như Dương Triệu Phong Kiến vậy. Sao có thể như vậy? Sao lại có chuyện đó được chứ? Bây giờ có một mình anh ta được. Không được, không thể nào. Không thể nào đâu. Anh Trình, tôi không đồng ý. Tôi và anh đều chảy chung một dòng máu của nhà họ Trình. Bởi vậy giữa chúng ta không có gì để tranh giành về dòng máu. Tôi tranh giành với anh vì anh đã làm sai. Anh không nên bất chấp thủ đoạn chiếm lấy Sơn Thủy, càng không nên đem tâm quyết của các cổ đông làm công cụ máy móc thực hiện việc chiếm quyền của anh được. Nếu như hôm nay có người thật sự có đủ năng lực gánh vác nổi tập đoàn Sơn Thủy, được sự ủng hộ của mọi người, tôi muốn phản đối cũng không được. Hôm nay là đại hội cổ đông, anh hãy nói chuyện cho đàng hoàng. Cái gì là bất chấp thủ đoạn? Cổ phần có được trên tay tôi đều do hợp pháp mà có, cũng như trong bao năm qua tôi đã đóng góp biết bao công sức cho Sơn Thủy. Vậy sao? Ông Trình lên chức tổng giám đốc được 4 năm rưỡi, Sơn Thủy với quy tắc làm ăn chân chính đàng hoàng, nhưng anh lại làm trái quy định, tự ý thay đổi quy tắc, không chỉ tại nhà hàng khách sạn, còn tự tiện tung sản phẩm mới ra thị trường. Chỉ cần anh thích là làm. Hay là để tôi nói thẳng với anh, anh vì công kích đối thủ, dùng phương pháp cực đoan, tiêu cực. Sao lộng quyền quá vậy? Sao lộng quyền như vậy chứ? Cuối cùng tôi đã hiểu được, thì ra ông Trình trước đây là do tư thù căm ghét Thiên Ngoại Thiên. Đúng, tôi đưa cái nướng quát tương ra thị trường trước, giành mất thời cơ của Thiên Ngoại Thiên, cũng như khiến cho sản phẩm của anh phải hạ xuống kệ bán hàng, làm Thiên Ngoại Thiên phá sản. Nhưng ai dám nói tôi làm như vậy là sai chứ? Tôi đánh bại đối thủ cạnh tranh lớn nhất để Sơn Thủy ngày càng khuếch đại. Còn anh Đường Chính đây là người từng thất bại dưới tay của tôi, đồng thời anh ta từng phản bội Sơn Thủy. Anh còn mặt mũi gì đến đây để tranh giành chức chủ tịch với tôi? Tôi tin anh sẽ là cuối cùng.